Với sự chênh lệch nhiệt độ như thế, Hà Nội thì khoảng tầm bây giờ chắc là 20-22 độ gì đấy, hôm qua thì có vẻ hơi lạnh. Và Sài Gòn thì là 32 độ, nên là mình đã lựa chọn mình ở nhà và mình bật điều hòa. Rồi, và chiều nay thì mình sẽ có một chút việc. Và chiều nay mình sẽ dẫn các bạn đi. Bật mí nhá, là hôm nay sẽ được gặp Min và Eric. Wow. Hãy xem đến cuối video này nhá, đừng có tắt bộ đấy. Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến. Nếu các bạn có sở thích khám phá du lịch, văn hóa ẩm thực và sống ảo thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đấy. Và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những hành trình khám phá các địa điểm ăn uống, vui chơi, sống ảo dùng góc nhìn tích cực và lạc quan của mình. Ok, hôm nay thì mình đang có mặt ở Sài Gòn, quận 4, ngay bên cạnh bờ sông. Và ok, thì mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn chỗ mà mình đang ở nhá. Ok, đây là cánh cửa. Wi-Fi đầy đủ, tủ giày, chiếc gương. Vì là mình đang ở nhà nên là mình mặc như này. Đừng có cười nhá. Đây là bếp này, có thớt, có dao, có thìa, có xoong nồi, bình siêu tốc đủ cả các bạn ạ. Lò vi sóng, tủ lạnh. Nhưng mà tủ thì bọn mình không mua gì cả. Đặc biệt với con gái thì có vẻ như là nhà tắm là một nơi rất là quan trọng. Khi mà các bạn đi đâu đấy thì nên lưu ý đến nhà tắm nhá. Khăn tắm nè, đầy đủ nè. Lại còn có cả một cái cây nhựa xinh. Đấy, vòi nước. Ui. Xịn sò chưa? Quá là xịn sò luôn. Một chiếc tivi. Nhưng mà chả ai xem cả. Giường nè, nhìn chảnh chó không? Và đây, một chiếc sofa, cái này rất là hay nhá. Các bạn có thể kéo ra thành một cái giường khác đấy. Và với một căn phòng như thế này, chúng mình có thể ở 3 người, 2 người nằm trên giường và 1 người nằm đây. Nếu mà sau này mà giả sử mình có nhà riêng nhá, thì mình cũng sẽ mua một chiếc sofa như thế này. Khi mà bạn bè đến thì có thể là trải ra để nằm đúng không? Tiện mà ai. Cổ nam học quá hồi nãy. Sẽ đi ra đây. Đây. Ở đây có máy giặt nè. Xịn không? Với những đứa mà lười giặt quần áo như mình thì ở đây quá là tuyệt vời. Và đây. Chói quá nhở? Từ từ nhá. Ta-da! Đây chính là quận 4 Sài Gòn các bạn ơi. Toàn nhà là nhà thôi à. Có sông kìa, mình không biết là sông gì nữa. Mình không phải người đây, mình cũng không tìm hiểu nhiều lắm. Uầy, bên kia không biết là gì ta. Cao ốc H3. Buổi tối thì lung linh lắm các bạn ạ. Đến buổi tối mình sẽ quay cho các bạn xem một chút nhá. Eo ơi, nóng quá, chúng ta thấy cửa nóng quá, trời ơi. Với sự chênh lệch nhiệt độ như thế, Hà Nội thì khoảng tầm bây giờ chắc là 20-22 độ gì đấy, hôm qua thì có vẻ hơi lạnh. Và Sài Gòn thì là 32 độ, nên là mình đã lựa chọn mình ở nhà và mình bật điều hòa. Rồi, và chiều nay thì mình sẽ có một chút việc. Và chiều nay mình sẽ dẫn các bạn đi. Bật mí nhá, là hôm nay sẽ được gặp Min và Eric đấy. Nhớ xem đến cuối video này nhá, đừng có tắt bộ đấy. Ok, và mình đã sửa soạn xong và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến sự kiện và gặp Min và Eric thôi. Vì trong này rất là nắng nên là lúc nào mình cũng phải mặc áo khoác các bạn ạ. Áo dài tay không thì mình sẽ rất là đen. Và ok, tắt điện đã nhá. Và chúng ta sẽ ra khỏi nhà. Đến 7 giờ sự kiện mới bắt đầu các bạn ạ. Và bây giờ thì team media của bọn tớ đang ngồi chờ check in các kiểu Anh Du, anh Hoàng. What? What the fuck? Sổ media nhận mọi kèo chụp ảnh quay chụp nhá. Feel uninvited. Left home
delay, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know. Eric xin được gửi lời chào tới toàn thể các quý vị khách quý cũng như là toàn thể các khách mời ngày hôm nay có mặt trong lễ ra mắt sản phẩm A-Black by Cleo Cosmetics. Xin chào Hello. Đây các bạn có thể thấy ngày hôm nay thì Hiếu Mong khi mà có mặt tại buổi ra mắt thương hiệu A-Black của Cleo thì không biết là Hiếu Mong có thấy như thế nào. Cùng với tất cả mọi người đã đầu tiên thì mình tay vừa của anh. Hôm nay thì chắc chắn Eric sẽ gửi tới mọi người những cái bài hát mà đã thành công với Eric trong thời gian vừa qua. Một bài hát mà mở đầu nhẹ nhàng một xíu, mong là mọi người sẽ cùng cổ vũ Eric với ca khúc Có Tất Cả Như Thiếu Anh của sáng tác nghệ sĩ Vương Anh Tú. Không một tin nhắn.
Yeah, yeah, hey, put it, put your hands up, light it from Thai Moon. Let's go, let's go. I want everybody to put your hands up and have fun time tonight. Yeah, yeah. Thuốc và chúng mình đang sửa soạn đồ để đi về. Và sau khi đi về thì sẽ chắc chắn là phải đi ăn rồi. Sau một buổi làm việc mệt mỏi như thế thì sẽ phải khỏe lên. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà thích thì hãy để lại cho mình một like, comment và đừng quên bật chuông nhé. Tại vì mình sẽ quay trở lại với các video sau vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Bye bye.